Như vậy là trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã cho trận đấu được bắt đầu. Trong hiệp 1 thì Thanh Hóa bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn, còn các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Đội chủ nhà ra sân trong trận đấu ngày hôm nay với 11 cái tên, thủ môn mặc áo số 25 Nguyễn Thanh Diệp, các cầu thủ số 3 Vũ Xuân Cường, số 5 Nguyễn Minh Tùng, số 15 Trịnh Văn Lợi, số 21 Ewonder Apasi, đó là tuyến hậu vệ của Thanh Hóa. Hàng tiền vệ gồm có số 2 Hoàng Đình Tùng, số 11 Lê Phạm Thành Long, số 6 Joseph Balik, số 8 Lê Văn Thắng, số 7 Nguyễn Hữu Dũng. Và chơi cao nhất trên hàng công của đội chủ nhà là Hoàng Vũ Sắp Sơn. Cơ hội sớm đến với đội chủ nhà, có một pha đẩy người. Chúng ta cùng chờ để xem một quả phạt đền ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Rất quyết đoán, trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Những diễn biến rất nhanh. Chính xác là một pha đẩy sau của Trần Trung Hiếu. Hoàng Đình Tùng đã thoát xuống rất nhanh. Không phải bàn cãi gì cả, một quả đá phạt đền dành cho đội chủ nhà. Sai lầm của Trần Trung Hiếu. Thanh Hóa đang đứng trước cội rất lớn để mở tỷ số của trận đấu này. Và họ sẽ có một sự khởi đầu như mơ. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang hướng đến chiến thắng thứ 3 liên tiếp của mình. Điểm phạm lỗi ở trong khu vực 16m50. Có vẻ như khi mà các cầu thủ Than Quảng Ninh chưa bắt nhịp được với trận đấu thì Trần Trung Hiếu đã mắc sai lầm, và bây giờ cơ hội được trao cho Hoàng Vũ Sam Sơn. Hoàng Vũ Sam Sơn đối mặt với Huỳnh Tuấn Linh. Bàn thắng đầu tiên của Sam Sơn ở mùa giải năm nay cũng đến từ chấm phạt đền, và cũng đến ở một thời điểm rất sớm của trận đấu. Rất hồi hộp. Không vào! Quá đáng tiếc. Kịch tính của trận đấu đã xảy ra ở ngay những phút đầu tiên. Hoàng Vũ Sam Sơn đã không thành công. Anh đã không thể đánh bại được Huỳnh Tuấn Linh. Ở bàn thắng đầu tiên của mùa giải năm nay thì Hoàng Vũ Sam Sơn đã thành công trên chấm phạt đền khi mở tỷ số vào lưới của Viettel. Nhưng ở trận đấu này khi được quay trở về sân nhà thì Hoàng Vũ Sam Sơn lại không thể đánh bại được Huỳnh Tuấn Linh. Pha cứu thua xuất sắc của Tuấn Linh đã giúp cho Than Quảng Ninh thoát thua, nhưng quan trọng hơn, nó giúp cho tinh thần của các cầu thủ khách ổn định hơn và tự tin hơn khi mà họ đang phải đối mặt với một Thanh Hóa đang có phong độ rất tốt. Không có bàn thắng thứ hai cho Hoàng Vũ Sam Sơn ở mùa giải năm nay, quả là đáng tiếc. Nhưng như vậy trận đấu này mới thêm phần kịch tính và hấp dẫn hơn rất nhiều.